4 đại học độc lạ nhất thế giới. 1. Đại học West, Canada chính thức đi vào hoạt động năm 2007. Đại học West tọa lạc tại vùng quê thơ mộng của British Columbia, Canada. Trường được thành lập bởi những cựu hiệu trưởng đại học dày dặn kinh nghiệm, những người không muốn đi theo giáo dục đại học truyền thống, thay vào đó là mong muốn xây dựng một mô hình đào tạo hoàn toàn mới, không bị bó buộc bởi những khuôn mẫu cũ. Đại học West chỉ cung cấp một chương trình đào tạo duy nhất bằng cử nhân khoa học và nghệ thuật trong thời gian 4 năm. Thay vì học nhiều học phần trong mỗi học kỳ như các trường khác, Đại học West tổ chức dạy học theo từng môn, kéo dài 3,5 tuần. Điều này cho phép sinh viên tập trung hoàn toàn vào một lĩnh vực kiến thức tại một thời điểm. Không tin tưởng vào tính hiệu quả của các bài giảng theo kiểu truyền thống, Đại học West thay thế chúng bằng các lớp học nhỏ, tối đa 20 sinh viên. Trường cũng loại bỏ các bài nhà khoa học riêng biệt, các giảng viên của tất cả ngành học cùng làm việc để phát triển các góc nhìn xuyên ngành trong nghiên cứu của họ. Thông qua chương trình theo khối trong 2 năm đầu tiên, sinh viên được khuyến khích theo đuổi nhiều chủ đề khác nhau. Thay vì chọn chuyên ngành theo cách thông thường, sinh viên được tự thiết kế chương trình học của mình xoay quanh một câu hỏi duy nhất. Ví dụ, làm thế nào nghệ thuật có thể chuyển hóa xung đột? Hoặc toán học đóng vai trò gì trong việc mô hình hóa thế giới vật chất? Trong suốt lịch sử của ngôi trường đổi mới này, các sinh viên chưa từng đặt ra câu hỏi nghiên cứu giống nhau. 2. New Brunswick, Mỹ, tọa lạc tại một trang trại thuộc thung lũng chết của California, cách thị trấn gần nhất hơn 1 giờ di chuyển. New Brunswick có lẽ là cơ sở giáo dục biệt lập nhất nước Mỹ. Trong khi các trường đại học thường tự hào về việc đào tạo trí tuệ tương lai, tại New Brunswick, việc canh tác đất đai cũng quan trọng không kém. Một ngày của sinh viên Deep Springs có thể bắt đầu bằng buổi thảo luận về triết học cổ đại, sau đó là hoạt động chăn gia súc với chiếc mũ cao bồi trên đầu. Đây chính là sự phản ánh ba triết lý đào tạo của trường: học thuật, lao động và tự quản lý. Mục tiêu của chương trình là phát triển ở sinh viên tinh thần tự chủ, khả năng hành động và trách nhiệm quản lý. Mỗi năm, trường chỉ tuyển sinh tối đa 15 sinh viên cho chương trình học 2 năm và được cấp học bổng toàn phần. Ban đầu, Deep Springs chỉ tuyển nam sinh, nhưng đến năm 2011, trường đã bỏ phiếu chấp nhận cả sinh viên nam và nữ. Kể từ khi thành lập vào năm 1917, chương trình giảng dạy của trường hoàn toàn do sinh viên tự quyết định, nghĩa là tập thể sinh viên sẽ cùng nhau thảo luận và lựa chọn các lớp học mà họ sẽ tham gia trong học kỳ tới. 3. Đại học Khoa học Công nghệ Bình Nhưỡng, PUST, Triều Tiên. PUST là cơ sở giáo dục tư thục đầu tiên và duy nhất tại Triều Tiên, được thành lập bởi Seom Jin-kyung Kim, một doanh nhân theo đạo Thiên Chúa, người Mỹ gốc Hàn. Theo BBC, ông đã huy động phần lớn nguồn tài trợ ban đầu của trường từ các tổ chức từ thiện Thiên Chúa giáo của Hàn Quốc và Mỹ. Việc nhận tài trợ từ các tổ chức nước ngoài dường như mâu thuẫn trực tiếp với hệ tư tưởng đóng cửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, PUST vẫn tồn tại. Theo trang web của trường, PUST là nơi sinh sống của cộng đồng người nước ngoài đông nhất Triều Tiên, với hơn 60 giảng viên đến từ Trung Quốc, Mỹ, Anh và các nước châu Âu khác. Mục tiêu của PUST là góp phần phát triển nền kinh tế Triều Tiên bằng cách đào tạo ra các nhà lãnh đạo tài năng, có khả năng nói nhiều ngôn ngữ và làm việc trong môi trường quốc tế. Các chương trình đào tạo tại PUST chủ yếu sử dụng tiếng Anh, mạng internet có thể truy cập được trong khuôn viên trường, nhưng việc sử dụng nó được giám sát chặt chẽ. 4. Đại học Vũ trụ Quốc tế, ISU, Pháp. Đại học Vũ trụ Quốc tế hướng đến việc đào tạo thế hệ các nhà thám hiểm và nghiên cứu vũ trụ, ứng dụng cho mục đích hòa bình thông qua các chương trình giáo dục và nghiên cứu đa ngành. Trường đăng ký cơ chế pháp nhân với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận ở Pháp và Mỹ. Năm 2004, ISU chính thức được Bộ Giáo dục Pháp công nhận là cơ sở giáo dục đại học. ISU đào tạo chương trình thạc sĩ nghiên cứu vũ trụ ở Strasbourg, Pháp và các chương trình phát triển chuyên môn ngắn hơn ở phạm vi trên toàn thế giới, cung cấp cái nhìn tổng quan mang tính liên ngành, liên văn hóa và quốc tế về vũ trụ. Chương trình không chỉ đào tạo khoa học kỹ thuật mà còn dạy cả chính sách, luật pháp liên quan đến vũ trụ và những tác động xã hội của việc di chuyển giữa các hành tinh.